truyền hình Việt Nam hôm qua tình đốn thông báo tìm thân nhân bị thất lạc. Kính thưa quý vị, gia đình của Vi Vi Hoàng đang đi tìm em bị thất lạc từ thứ Bảy 29 tháng 1 năm 2022. Em lái xe ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ sáng trên chiếc Honda Accord X Sport 2005. Sở Cảnh sát đã lập hồ sơ tìm người mất tích từ hôm thứ Ba 1 tháng 2 năm 2022. Vivi Hoàng hãy đến gần khu Greenbrier, Fairfax. Quý đồng hương nhận dạng được em hay có thêm thông tin gì, vui lòng liên lạc với Sở Cảnh sát quận Fairfax số điện thoại 703-691-2132. Gia đình Vivi Hoàng chân thành cảm ơn quý vị.